chào toàn thể các bác, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Hôm nay em có về được hai đôi loa thương hiệu RKB, một dòng thương hiệu của Đức. Nhà máy nó được đặt tại Trung Quốc. Đây là một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc. Như các bác đã biết trong những clip trước thì em cũng có về những dòng loa này. Với cái chất âm con này thì đây đang quay bằng điện thoại nhé. Em đang test nhạc không lời ở trên kênh YouTube nha các bác nhé. Con vang thì em đang ghét là con vang X10 đẩy LA600. Hôm nay em sẽ quay lại một chút về cái nội thất ruột gan cho toàn thể các bác được xem. Bát nó rất là gấu luôn nhá, trông như nồi cơm điện luôn. Con này côn 76 lớp trong lớp ngoài luôn, với công suất của nó là 500W. Công suất mắc con thể lên đến 1000W, rất là khủng khiếp luôn nhé. Như các bác đã biết thì dòng loa MUF nó cũng sử dụng bát này và tép này. Đấy, cũng là tép BMC của Italy. Tép này thì rất là hay nhé mọi người nhé, cực kỳ hay luôn. Đấy, bát này thì côn nước trong nước ngoài các bác biết rồi. Những dòng này thì nó nội cả lời lẫn tiếp bát. Đó, hiếm có những dòng loa nào mà được cả bát lẫn check. Thì đây, con này với mức giá cũng rất là ok, 10.300.000 một đôi. Trong thời điểm này thì nói chung là cái mức giá này nó cũng rất là ok các bác ạ. Côn zin hết nhá mọi người nhá. Đấy, dân chơi nhìn phát biết ngay. Côn zin hết. Rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đấy. Màng gân này là gân vải tẩm dầu nhá. Đấy, gân này nó dưỡng còn dính hết cả tay này. Đấy. Cái này tí này em vệ sinh em xịt cho phát là lại đẹp như mới luôn. Đây là phân tần của nó đây các bác nhé. Phân tần dân chất luôn MX12F. Đối với dòng loa RKB này thì em có 3 model. Model thứ nhất là MX12 như đây em đang quay, và model thứ hai là CC912, và model thứ ba là CC910. Đây là thông số của nó đấy nhá. Con này công suất của nó là 500W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 98 dB, hoạt động dài tần từ 49Hz cho nên tận 20.000K. Đấy, giải cũng rất là rộng nhé mọi người nhé. Bát đánh khá là sâu. Về cái hình thức thùng thì con này thùng màu trắng, sơn màu trắng nguyên bản nhé. Thì các bác biết rồi, hàng bãi thì không thể tránh được vấn đề xước sát, nhưng mà chúng ta quan tâm đến cái nội thất bên trong, bát chiếc nó còn zin đẹp. Nào ngon rồi. Con này thì nó thiết kế cái kiểu thùng như kiểu dòng Array nhé. Các bác có thể để ngang. Đấy, để ngang hoặc để đứng, để lầm. Đấy, rất là nhiều kiểu để. Nếu như chúng ta sử dụng nhiều đôi, có thể ghép thành Array. Nó có luôn cả tai Array đây nhé, cả đuôi và... Đây mọi người nhìn chưa? Đấy. Ở mé rìa này nó có cái tai sách này. Tai sách rất là chất luôn. Còn ở cái phần giữa này nó có một cái lỗ treo T12. Nếu như các bác sử dụng loa treo thì các bác bắt ti vào đây rất là chắc chắn nhá. Đấy, ốc con này toàn bộ là ốc lốc hết nhá. Hàng chính hãng mà. Model dòng này thì quá là ngon luôn. Rìa thùng này nó dập luôn cái thương hiệu RKB. Tiếng mic con này rất là ngọt mọi người, để em thử tiếng mic cho các bác xem. Bạc lặng kinh khủng khiếp luôn. Như các bác biết thì con MUF nó bán ngoài thị trường cũng đâu đấy rơi tầm 12 triệu. Thì với cái mức giá như thế thì các bác lựa chọn sang cái dòng RKB này thì tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Em đang bán mức giá là 10.300.000 một đôi. Loa này rất là lặng nhé mọi người nhé, cực kỳ lặng luôn. Đấy, hợp lý quá còn gì nữa. T1234 ấy, tiếng cực kỳ là hay luôn nhé các bác nhé, tiếng lời rộng. Đấy, con vang này tiếng cũng rất là ngọt luôn. Nếu nhắc đến cái dòng vang X10 thì các bác biết rồi, siêu bền. Đấy, eco dị vật, giọng rất là thật luôn nhé. Chỉ có hai đôi thôi. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815
hoặc 0925 886 889. Em ở sau đó chính Hải Dương. Ship hàng toàn quốc các bác nhé. Bác nào ở gần khu vực sau đó chính Hải Dương mà nếu như ngại đi sang bên này, ngại phải test Covid thì em có thể chở đến tận chốt cho các bác. Đấy, có thể mang cả gọi là tô vít các thứ em tháo kiểm tra cho các bác. Nên mua hàng của bên em thì các bác yên tâm tuyệt đối nhé. Duy nhất chỉ có 2 đôi thôi, giá rất là hợp lý. Xin chào tất cả các bác quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại ạ.